Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập số 11 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập số 11 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bây giờ trước mắt phương hướng tu luyện của Diệp Húc có hai con đường để chọn. Một là tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, lấy toàn bộ cương khí chuyển hóa thành nguyên khí, thôn phệ chu thiên tinh lực mà trở thành vô sĩ. Thứ hai là tiếp tục tu luyện cửu chuyển nguyên công, đột phá tu vi bản thân, vượt qua cửa ải của tầng thứ 11, luyện thành cương khí ngoại phóng tiên thiên bá thể, sau đó lần lượt đem cương khí bá thể chuyển hóa thành nguyên khí. Phương pháp thứ nhất có thể khiến cho gã trở thành một tên vô sĩ ngay lập tức. Hơn nữa, khi Diệp Húc lĩnh ngộ chu thiên tinh đấu luyện khí thuật của vùng đất Vu Hung, cho rằng môn tân pháp này quả thực là sáng tạo dành riêng cho gã. Nếu như kiên trì tu luyện, tương lai thành tựu khẳng định bất khả hạn lượng. Phương pháp thứ hai thì tốc độ tu luyện chậm chạp, nhưng nếu tu luyện thành công, thân thể sẽ vô cùng cường hãn, công thủ toàn diện, tay không tấc sắt, có ích lợi ngang với vu pháp. Đó cũng là một trong những thủ đoạn bảo mệnh của gã. Tính toán một hồi, Diệp Húc thật sự cảm thấy khó mà vứt bỏ cái nào được. Đột nhiên, hắn chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu ta tu luyện hai môn tâm pháp này cùng một lúc, kết quả sẽ như thế nào đây? Trái tim của gã liên tục đập thình thịch. Vô sĩ mà đồng thời tu luyện hai loại tâm pháp không phải là không có, chẳng qua chỉ là thiểu số mà thôi. Đại đa số vô sĩ tu luyện tâm pháp đều do thiên đạo ban tặng trong tòa ngọc tháp. Loại tâm pháp này là thân thể phù hợp với nguyên thần của họ. Tu luyện sẽ giống như làm chơi ăn thật vậy. Tu luyện tâm pháp khác biệt có hai tác hại đã được công nhận. Một là bởi vì tâm pháp khác biệt tuy cùng một thân thể, nhưng do nó không phù hợp với nguyên thần, nên khi tu luyện đòi hỏi hao phí đại lượng tinh lực và tốn rất nhiều thời gian, làm nhiều công ít, tiến cảnh tu luyện chậm chạp. Thứ hai, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Chính vì những hạn chế như vậy nên đại đa số vô sĩ cả đời chỉ biết tu luyện một môn tâm pháp. Chỉ khi nào việc đề thăng tu vi trở nên vô vọng hoặc bị mắc kẹt tại cảnh giới nào đó suốt nhiều năm, thì vị vô sĩ ấy mới chọn tu luyện thêm một môn tâm pháp khác, mục đích cuối cùng là đột phá cảnh giới. Diệp Húc còn nhớ rõ vào năm ngoái, thất thúc Diệp Tư Nhân chỉ vì ham thăng tiến công lực, tu luyện công pháp khác. Kết quả, tẩu hỏa nhập ma, nguyên khí bị thiêu đốt rối loạn, trong chớp mắt đã đốt ông ta tan thành tro bụi. Nguy cơ của việc tu luyện hai loại tâm pháp không có gì phải bàn cãi thêm. Diệp Húc suy tính thêm một lúc nữa, trong lòng đã quyết, nếu như hai loại tâm pháp này trái ngược nhau, gã sẽ đình chỉ tu luyện ngay. Gã bước ra khỏi phòng, đi đến sân hoa viên thử thúc dục chu thiên tinh đấu luyện khí thuật. Bên ngoài tối đen như mực, trên trời không có một ánh trăng, chỉ có những vì sao dày đặc. Cao thủ tiên thiên võ đạo lại là sơ cấp vô sĩ, có thể thu thập tinh hoa của ánh thái dương khi mặt trời lên cao quá ba con sào. Nguyên khí chí dương chí cương trở nên mãnh liệt như lửa, nếu để cho nó chạy như ngựa lồng ở khắp người, không cẩn thận sẽ gặp phải cảnh dẫn lửa thiêu thân mà chết. Bởi vậy, một ngày bọn họ chỉ có thể tu luyện trong hai canh giờ, có rất nhiều hạn chế. Năm ngoái, Diệp Phủ liền có một gã vũ sĩ ngoại môn vì tham thăng tiến công lực, đương lúc chính ngọ giữa trưa mà thu thập nguyên khí chí dương, chí cương, nhục thân trong chớp mắt bị đốt sạch, đến cả xương cốt cũng không còn một mẩu. Mà chu thiên tinh đấu luyện khí thuật lại thu thập tinh lực của chu thiên, trong đó kể cả mặt trăng, mặt trời. Đợi khi nguyên khí tụ thành 72 ngôi sao chu thiên tinh đấu, âm dương được điều hòa, trong 12 canh giờ có thể tu luyện bất kể ngày hay đêm, hoàn toàn không cần phải lo lắng việc dẫn lửa thiêu thân nữa. Tốc độ vượt xa mấy loại vu pháp phổ thông. Tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật đòi hỏi phải khai thông chu thiên tinh lực. Mỗi khi khai thông một chu thiên tinh lực phải dùng một loại đại thủ ấn phù hợp. 72 tiểu chu thiên tinh đấu cần vận dụng tổng cộng 72 ấn pháp. 72 loại ấn pháp, mỗi một cái đều hết sức rườm rà,
cực kỳ phức tạp, vô cùng huyền ảo. Đây là lần đầu tiên Diệp Phúc khai thông chu thiên tinh lực, nhưng dường như những ấn pháp tại Vu Hung được gã sử dụng rất thuần thục, đến nỗi ngay cả chính gã cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Song thủ biến ảo liên tục nên tốc độ ấn pháp dần dần nhanh hơn. Mỗi một loại ấn pháp đánh ra có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong hư không hư ảo, như bị người ta lôi kéo từ trong không gian mênh mông kéo đến xung quanh của gã. Bỗng nhiên trước người của gã chợt lóe lên một điểm sáng giống như đom đóm chớp sáng lập lòe ở trong không trung. Đây chính là chu thiên tinh lực bị gã dùng ấn pháp dẫn dắt ngưng tụ hình thành nên tinh quang. Cùng với tốc độ hai tay dần dần nhanh hơn, từng đạo chu thiên tinh lực bị ấn pháp của gã dẫn dắt từ trên hư không liên tục không ngừng buông xuống. Từng khỏa tinh quang lần lượt xuất hiện, năm màu rực rỡ, lung linh, nhấp nháy, bằng mắt thường có thể thấy được. Một lúc lâu sau, chu thiên tinh lực càng ngày càng dày đặc. Diệp Phúc chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình có một cánh cửa lặng yên mở ra. Những chu thiên tinh lực màu sắc rực rỡ kia lập tức rót vào thiên linh bách hội huyệt, qua tử phủ đại não đi đến hoa trì, rồi lại quay xuống 12 tầng phế quản đổ vào huyệt hoa cái, lại đến tâm thất ấm nhuận, vượt qua 18 tầng địa phủ ở ruột non, 24 đốt sống lưng tiến vào tổ cung hoàng đình. Sau đó tinh lực lại phân ra hai đạo, từ hai chân gián tiếp chảy vào huyệt dũng tuyền tại gan bàn chân, kế tiếp nó mới phản hồi về lại đan điền. Những tinh lực này có loại thì chí dương như lửa, loại thì âm nhu băng hàn, có lúc trầm trọng như núi, có khi sắc bén như đao, có khi lại sinh cơ bừng bừng. Tinh lực hỗn tạp lạ lùng dũng mãnh tràn vào trong bên trong cơ thể, lập tức như dâng lên một cơn bão dậy sóng, cuồng phong bão táp, sóng dữ ùn ùn, lực lượng quá mức cuồng bạo khiến tứ chi bách hải, 720 khiếu huyệt của gã cùng lúc chấn động, phát ra tiếng nổ lốp bốp không dừng. Tại sao chu thiên tinh lực lại mạnh như vậy đây? Diệp Phúc vừa rên rỉ một câu, trong đan điền lại phình to ra, thân thể gã hệt như một quả bóng da vậy. Mà chu thiên tinh lực chính là cái quạt máy, nó hướng vào trong quả bóng da mà thổi bạt mạng, giống như muốn nổ chết gã vậy. Chu thiên tinh lực ẩn giấu lực lượng cường đại, quả thực là đáng sợ. Thân thể cấp 3 bị cỗ lực lượng này chấn động, rã rời đến rạn nứt. Chu thiên tinh lực quá mức mạnh mẽ, ngoài tầm hiểu biết của gã, ngay cả nhục thân tiên thiên cũng chịu không nổi. Diệp Phúc vội vàng thúc giục cửu chuyển nguyên công, xương cốt toàn thân của gã đều bị chấn động, trong cơ thể như là đốt lên một tràng pháo vậy, tiếng nổ bùm bùm không dứt, bắt đầu chấn áp luyện hóa chu thiên tinh lực. Trải qua một thời gian, đạo chu thiên tinh lực này rốt cuộc cũng đã bị cửu chuyển nguyên công luyện hóa, nhưng nó không phải chuyển hóa thành nguyên khí mà biến thành cương khí. Tu vi cương khí của gã chớp mắt trở nên hùng hậu đến cực điểm, tu vi để thăng gấp bội, còn hơn cả mấy tháng khổ tu. Chu thiên tinh lực ẩn chứa năng lượng thật sự là quá lớn, thực lực của ta gần như để thăng gấp đôi rồi. Trong lòng Diệp Phúc vừa mừng vừa sợ, song thủ lại xuất ra ấn pháp thiên biến vạn hóa, dẫn dắt chu thiên tinh lực vận chuyển cửu chuyển nguyên công luyện hóa, tu vi tiếp tục tăng vọt. Cửa ải để thăng giới hạn cảnh giới tồn tại như một quy luật bất biến, bị cương khí dồi dào trùng kích vỡ vụn, cương khí cuồn cuộn như dòng sông chảy xiết gột rửa mọi xó xỉnh ngóc ngách thân thể của gã. Dẹt dẹt, từ lòng bàn tay của gã trồi ra một thanh đao cương khí dài 3 thước, phát ra tiếng đinh đang trầm muộn, rồi nó chuyển động nhanh như gió xoay khắp người của gã. Diễn biến tiên thiên đao cương với tu vi như hiện nay mà nói thật dễ như trở bàn tay. Đột phá đến cảnh giới cương khí ngoại phóng, tu vi của gã liền thăng tiến vù vù, cương khí trở nên càng lúc càng cô đặc, bị cửu chuyển nguyên công thúc giục rót vào từng xó xỉnh ngóc ngách thân thể. Cương khí trải rộng phân bố khắp thân thể của gã, thậm chí ngay cả mái tóc cũng dài đầy cương khí. Mỗi một cọng tóc so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Nếu như lấy ra một cây đao thép chém vào sợi tóc của gã, bị chặt đứt nhất định là thanh đao thép kia. Đây chính là tiên thiên bá thể, cảnh giới võ đạo cao nhất, nhục thân tiên thiên, cương khí hộ thể. Diệp Phúc cảm thấy khó có thể tin nổi vào mắt mình. Vốn dĩ hắn định tu luyện tới cảnh giới tiên thiên bá thể ít nhất phải mất thời gian vài tháng, thật không ngờ chưa tới một canh giờ, khoảng thời gian cực ngắn đủ để cho hắn tu thành tiên thiên bá thể. Chu thiên tinh đấu luyện khí thuật quả nhiên cao minh, hoàn toàn vượt xa dự đoán của gã. Môn tâm pháp này tốc độ tu luyện rất nhanh, tốc độ quả thực là kinh người. Đột nhiên trong lòng Diệp Phúc xuất hiện linh tính cảnh báo rất rõ ràng, cảm giác có một cỗ sát khí âm trầm lén tập kích. Gã vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy một cặp ưng chảo từ trên trời giáng xuống, to như cái đấu, chụp thẳng vào đầu của gã. Vô pháp ưng xả song kích. Diệp Tư Manh, thì ra là ngươi. Diệp Phúc không kịp suy nghĩ, nhấc tay đánh lên, chỉ nghe xoẹt xoẹt một tiếng, một cái hắc sắc trường ấn to lớn từ thủ trưởng phá thể mà ra,
mang theo lực lượng hùng hồn nghênh đón nâng chảo. Đạo trường ấn này cương khí vô cùng hùng hậu, thậm chí còn cao hơn liệt diễm đại trường ấn của Phương Trung Sơn. Oanh! Hắc sắc trường ấn vừa chạm vào ưng chảo, lập tức trào dâng một cỗ khí lãng khổng lồ, trong chớp mắt phá hủy mọi thứ thảo mộc trong hoa viên. Ngay cả cái bàn bằng đá xanh ở trên mặt đất cũng bị khí lãng thổi bay, mọi thứ liền rối loạn. Dư âm của lần giao thủ vẫn chưa dừng lại, nó đâm vào hòn giả sơn, giả sơn liền bị chấn động, bong ra từng khối rồi đổ sụp xuống đất. Tiếng răng sắc nghiền nát của trường ấn màu đen, cặp ưng chảo kia liền bị bại lui. Diệp Phúc đang đứng ở trung tâm sóng khí, lấy tiên thiên bá thể cứng rắn chống chọi lại ưng xả song kích, nhưng một kích này còn mạnh hơn cả một kích toàn lực của Phương Trung Sơn, làm cho thân thể của hắn tê dại. Đột nhiên giữa không trung bung xuống một đuôi rắn cuồn cuộn nổi lên cuốn lấy hắn. Ngay sau đó một cái đầu rắn táp xuống hướng thẳng tới trán của hắn nhanh như thiểm điện. Cương khí bá thể, phá cho ta! Diệp Phúc quát lớn, cương khí quanh thân lập tức bùng nổ, khai mở cái đuôi của ưng xà. Song trưởng của hắn rung lên, hai trưởng ấn thật lớn khép mạnh lại, kẹp cái đầu ưng ở bên trong. Một tiếng nổ vang, con ưng khổng lồ kia không ngờ bị song trưởng của hắn kẹp nát, nguyên khí mênh mông tản ra mọi nơi. Xa xa chuyển tới một tiếng kêu khẽ, người nọ ẩn giấu trong bóng tối hiển nhiên không ngờ được rằng Diệp Phúc có thể vỗ chết ưng xà song kích của hắn. Hai người bọn họ chỉ giao thủ trong chớp mắt, thanh thế long trời lở đất lập tức đánh thức mọi người đang say trong giấc ngủ. Diệp gia nội phủ vu sĩ rất nhiều, cao thủ ồn ồn, lập tức không ít người đứng dậy tuần tra, tiếng người ồn ào. Người ẩn nấp trong tối một kích thất bại, lập tức không chút giằng co, lặng yên ẩn nấp mà đi. Thiếu gia, người vừa rồi là ai vậy? Tô Kiều Kiều nghe được tiếng vang, khoác quần áo đi tới, sắc mặt liền trắng bệch. Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra nói, ta cũng không biết, tuy nhiên hắn sử dụng ưng xả song kích. Tô Kiều Kiều sắc mặt kịch biến, thất thanh mà nói, chẳng lẽ là Tư Manh lão gia sao? Diệp Phúc sắc mặt của quái lắc đầu, không phải là hắn. Hắn nguyên cũng cho rằng Diệp Tư Manh ra tay đánh lén mình, bởi vì Diệp Kiên bị mình giết là con trai của Diệp Tư Manh. Diệp Tư Manh hận hắn tới tận xương, tới đánh lén cũng là trong tình lý. Tuy nhiên người vừa rồi a lên một tiếng lại lộ ra dấu vết, cũng không phải là khẩu âm của Diệp Tư Manh. Thanh âm này cực kỳ quen tai, Diệp Phúc dường như đã nghe thấy ở nơi nào đó, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra. Người muốn giết ta tới cùng là ai đây? Đột nhiên bên ngoài chuyển tới tiếng đập cửa dồn dập. Diệp Húc và Tô Kiều Kiều mở cửa ra xem, chính là Diệp Tư Mẫn dẫn theo vu sĩ nội phủ tiến tới. Thiếu bảo huyền chất, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Người không có bị thương đấy chứ? Diệp Tư Mẫn lộ ra vẻ quan tâm thân thiết, lo lắng nói rằng, phủ chủ bế quan không ra, nội phủ mấy ngày nay loạn đến thất bát cả rồi, ngay cả vu sĩ phụ trách cảnh giới cũng buông lỏng, thế cho nên có người lòng mang ác ý, không ngờ dám ám sát hiền chất như vậy. Đây là sai lầm của ta. Xin đa tạ nhị bá đã quan tâm. Diệp Húc lướt hắn một cái thật sâu nói rằng, thích khách kia mặc dù muốn giết ta, nhưng tiểu chất cũng không phải là không có năng lực bảo vệ mình, đã đánh lui được thích khách rồi. Diệp Tư Mẫn thở ra một ngụm khẩu khí, hắn cười nói, hiền chất không có việc gì, ta đây an tâm rồi. Tìm kiếm cho ta, phải tìm cho ra ai là thích khách kia. Diệp gia nội phủ chúng ta không phải nơi hắn muốn đến là đến, muốn đi là đi được. Chuyển ra bên ngoài, thể diện của Diệp gia ta để ở chỗ nào đây? Diệp Phúc nhìn theo bọn họ rời đi, không khỏi nhíu mày. Hắn lúc trước hoài nghi Diệp Tư Manh là bởi vì Diệp Tư Manh tu luyện ưng xả song kích, mà thích khách kia đánh hắn cũng là dùng ưng xả song kích. Tuy nhiên vu sĩ trong nội phủ Diệp gia tu luyện ưng xả song kích cũng không phải chỉ có một mình Diệp Tư Manh. Diệp Tư Mẫn hẳn cũng tinh thông vu pháp này. Diệp Tư Mẫn thực lực vượt quá xa với ta, nếu hắn mà ra tay cho dù một chiêu ta cũng không thể tiếp được. Người vừa rồi hẳn là không phải hắn ta. Ngoại trừ hai người bọn họ, nội phủ còn ai muốn lấy mạng của ta nữa đây? Có thể là vô sĩ ngoại môn hay không? Phụng mệnh đi giết ta sao? Sau đó vu oan giáo hóa cho Diệp Tư Manh sao? Rất có khả năng này. Nếu Diệp Tư Mẫn âm thầm phái người xuống tay với ta, như vậy tất không thể tìm ra được thích khách rồi. Không ngoài sở liệu của hắn, vu sĩ nội phủ tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm ra được ai ám sát Diệp Húc, hắn phỏng đoán không thể sai được. Sáng sớm hôm sau, Diệp Húc rời khỏi Diệp phủ, hướng tới Bách Man Sơn đi đến. Hắn quyết định dẫn theo thích khách kia ra mặt, chảm thảo trừ căn. Đi qua sông Thanh Thủy, Diệp Húc trong lòng vừa động, rốt cuộc đã phát hiện ra một đạo khí tức như ẩn như hiện ở sau lưng của hắn. Quả nhiên đã tới. Diệp Húc chân dẫm lên mang hài, chạy qua mặt sông Thanh Thủy, mỗi một cước hạ xuống, trên mặt sông hiện lên một đóa hoa sen màu đen, trông rất sống động.
Hắn đi qua bờ sông, thẳng tới khu rừng phía chân núi Bách Man Sơn, tới vách đá nơi hắn hay giao thủ với Chu Thế Văn. Không quá lâu, một tu sĩ áo đen rứt cuộc cũng hiện ra bên bờ sông, nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua cự ly hơn 30 mét, rơi vào bờ bên kia thanh thủy. Lập tức hắn cũng yên lặng chui vào trong rừng, hướng tới vách đá. Hả, như thế nào lại không có ai? Vu sĩ áo đen hạ giọng nói. Diệp Phó, ngươi có phải đang tìm ta không? Diệp Phúc từ sau thân cây đi ra, ánh mắt chật lóe, hắn mỉm cười nói. Vu sĩ áo đen trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn Diệp Phúc. Hắn là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt chữ điền. Dưới con mắt trái có một vết sẹo như con rết, gần như cắt ngang con mắt này. Hắn tên là Triệu Phó, đời đời là nô tài của Diệp gia. Triệu Phó thiên phú võ học cực cao, năm trước đã thay trời thành võ đạo tiên thiên, trở thành vu sĩ. Hắn tên là Triệu Phó, đời đời là nô tài của Diệp gia. Triệu Phó thiên phú võ học cực cao, năm trước đã thành võ đạo tiên thiên, trở thành vu sĩ. Bởi vậy hắn được Diệp gia ban danh họ Diệp, cải danh là Diệp Phó. Vết sẹo trên mặt của hắn là năm đó hắn đắc tội với ngoại môn tổng quản, bị tên tổng quản này lưu lại ký hiệu ở trên mặt. Diệp Phó sau khi trở thành vu sĩ, chuyện thứ nhất chính là móc hai mắt của vị tổng quản kia xuống, đánh thành phế nhân. Thật ra, sao ngài lại ở chỗ này? Diệp Phó nhìn xem bốn phía cũng không có phát hiện ra người nào khác. Vết sẹo hình con rết trên mặt giống như sung huyết, trở nên đỏ bừng, vẻ tươi cười trên mặt rất cứng ngắc. Hắn cười nói, ta vốn tính toán tiến vào Bách Mân Sơn săn bắn, không ngờ lại gặp thất gia ở đây, thật sự là rất trùng hợp mà. Diệp Phúc mỉm cười, trong nụ cười của hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phó, ngươi hà tất phải làm ra vẻ như vậy? Đối tượng săn bắn của ngươi không phải là ta hay sao? Tối hôm qua ngươi thử một lần, tuy nhiên hôm nay ngươi lại thành con mồi của ta, nhất định là phải chết ở chỗ này. Diệp Phó liếm liếm môi, lại nhìn ra chung quanh. Vết sẹo hình con rết càng ngày càng phát ra đỏ sậm. Hắn nhe răng cười độc ác nói, thật ra có một mình sao? Hắn cong người xuống, nửa ngồi nửa nằm sấp, giống như một yêu thú đang chuẩn bị săn mồi, khi thế dần dần mở ra. Hắn bước tới Diệp Phúc, bước chân rơi xuống đất, chấn làm cho mặt đất kịch liệt run rẩy, thậm chí ngay cả đại thụ chung quanh cũng kịch liệt lay động. Thật ra người khác không biết chi tiết của ngươi, nhưng ta lại biết rất rõ ràng. Diệp Phó nhảy dựng lên, thân hình xoay mấy vòng ở giữa không trung, hét lớn một tiếng, bàn tay chụp tới Diệp Phúc. Nguyên khí rung động trong tay của hắn bắn ra, trong chớp mắt đã hình thành một ưng chảo thật lớn, trên chảo che kín vảy, tiến công xuống phía dưới. Nguyên khí của hắn càng ngày càng thịnh, chỉ nghe thấy tiếng cười vang vang không dứt. Một cái đuôi rắn thật lớn từ đan điền của hắn chui ra, quấn quanh người hắn mấy vòng liền. Mà đỉnh đầu Diệp Phó hiện ra một cái đầu rắn, đồng tử dựng thẳng, khóe miệng mở rộng, lộ ra răng nanh sắc bén. Ưng xà liệt thiên thức, người cần bán không trở thành vu sĩ mà ta cũng là bổi nguyên nhị phẩm, người dám đem ta thành con mồi sao? Chết đi cho ta. Diệp Phúc hít một hơi thật dài, ánh mắt tập trung vào ưng chảo đang đánh tới. Đột nhiên hắn gầm lên một tiếng, cương khí trong đan điền sao động, hướng thẳng tới cánh tay, một quyền oanh ra. Cương khí trong cơ thể hắn nháy mắt đã hình thành một quyền cực lớn màu đen, ngang nhiên đón nhận ưng chảo. Nguyên khí hóa thành ưng chảo của Diệp Phó không ngờ bị va chạm trực tiếp trên không trung. Diệp Phúc một quyền rồi lại một quyền oanh ra, quyền ấn màu đen liên tiếp oanh phá tới, va chạm kịch liệt với ưng chảo đối diện, thanh âm bạo vang không dứt. Trong phút chốc hắn liền đánh ra hơn 10 quyền, đánh nổ nát ưng chảo. Đột nhiên ưng xà quấn quanh người Diệp Phó rung động, đuôi rắn bay lên hung hăng đánh lên trên người của hắn. Diệp Phúc lập tức bị tung ra xa vài chục trượng, giống như một cái bao tải nện mạnh trên vách đá, lập tức rơi xuống mặt đất không chút động đậy. Diệp Phó rơi xuống đất, ưng xà khí quay chung quanh thân thể một vòng rồi chui vào trong đan điền. Hắn nghe răng cười độc ác nói rằng, thật ra ta đã nói rồi, coi ta là con mồi, người chính là muốn chết mà. Giết ngươi, ta có thể trở về phục mệnh được rồi. Hắn đang muốn xoay người rời khỏi, đột nhiên con ngươi trừng to, ngơ ngác mà nhìn phía trước. Chỉ thấy Diệp Phúc lắc lắc người đứng lên, run run giãy tay chân vài cái. Đây là uy lực của vu pháp sao? Cũng không có mạnh như trong tưởng tượng của ta vậy. Diệp Phúc thử vận hành cửu truyền huyền công, phát hiện ra ngực mình mơ hồ, có chút đau. Không lẽ chính mình đã bị tổn thương hay sao? Vu pháp tuy rằng không có mạnh như trong tưởng tượng của ta, nhưng uy lực chính xác là vượt qua tiên thiên võ đạo. Những người khác cho dù là tiên thiên bá thể, nhưng trước mặt vu pháp tuyệt đối chỉ giống như tờ giấy, không chịu nổi một kích được. Cũng may là ta tu luyện chính là cửu truyền huyền công. Môn công pháp này trên phương diện phòng ngự đích xác có chỗ độc đáo, ngay cả vu pháp cũng không thể đả thương tới ta được.
Diệp Phúc thì thào tự nói, ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Phó nhìn mình như nhìn quái vật vậy. Hắn cười ha hả nói: Diệp Phó, ngươi vừa rồi nói phục mệnh với ai vậy? Không, làm sao có khả năng? Diệp Phó thất thanh nói: Ưng Xả song kích uy lực thật lớn, đã trúng một kích này cho dù là ta không chết cũng phải trọng thương. Ngươi ngay cả nguyên khí cũng không có tu luyện qua, như thế nào có thể trụ được một kích toàn lực của ta đây? Ta không tin. Hắn lại ngưng tụ ra Ưng Xả khí, gào thét phóng tới Diệp Phúc. Còn chưa tới gần người, đã thấy sau lưng hắn đột nhiên sinh ra hai cái cánh màu vàng chanh, giống như hai cây quạt lớn ở sau lưng vậy, dọc theo lưng của hắn cất thẳng tới trước, hung hăng chém lên trên người của Diệp Phúc. Đây là sát chiêu nổi danh nhất của Ưng Xả song kích, nguyên khí hóa thành hai cánh ưng xả. Nó có thể thiết kim tóe ngọc, thoải mái mở ra hộ thể cương khí của cường giả võ đạo đỉnh phong. Ngay cả tiên thiên bá thể cũng không thể chịu được một kích, dễ dàng cắt làm ba mảnh. Chành một tiếng, hai cái cánh màu vàng chanh không hề trở ngại chém lên trên người của Diệp Húc, thoát ra liên tiếp ánh lửa. Diệp Húc tùy ý để cho Ưng Xả song kích đánh lên trên người của mình. Cùng lúc đó, một quyền của hắn đánh thẳng tới mặt của Diệp Phó. Diệp Phó trong miệng răng bay tán loạn, bị một quyền này đánh cho thân thể như một con rối quay cuồng quẳng về phía sau tới tận hơn 10 mét xa. Diệp Húc giống như cơn gió lốc vậy vọt bay tới. Hắn còn chưa kịp đứng lên đã bị một quyền nữa oanh lên trên mặt. Lúc này đây, Diệp Phó bị đánh bay xa hơn, răng hàm gần như vỡ vụn cả. Hắn vừa mới đứng lên đã thấy Diệp Húc như một con chim lớn hiện ra trên đỉnh đầu của hắn. Trường ấn màu đen thật lớn ấn xuống đầu của hắn. Diệp Phó giống giận, đầu rắn của Ưng Xà hung hăng đánh tới Diệp Húc, đánh bay hắn lên không. Tuy rằng Diệp Húc bị đánh lui, nhưng trường ấn màu đen lại vững chắc đặt lên đỉnh đầu của hắn. Pang một tiếng, đại não của Diệp Phó nhất thời hỗn loạn. Lực lượng mạnh mẽ đánh xuống làm cho cả người của hắn chui vào trong núi đá, chỉ còn lại cái đầu lộ ra bên ngoài. Hắn đang định từ trong núi đá chui ra, đột nhiên nghe thấy xoẹt một tiếng nữa, một đạo đao cương kề sát mặt đất rít gào chém tới, trong chớp mắt đã tới giữa cằm của hắn. Trên đường bay, đao cương đi qua một khối đá hoa cương, yên lặng vô thanh vô tức xuyên qua đá hoa cương, giống như cắt một miếng đồ hũ vậy. Người giết không được ta đâu, Diệp Thiếu Bảo, người giết không được ta. Diệp Phó tức giận rít gào, đột nhiên vặn cổ, đao cương hung hăng chém thẳng xuống gáy của hắn, tan thành từng mảnh. Sau gáy của hắn xuất hiện một vết máu. Diệp Húc đao cương tuy rằng sắc bén nhưng không thể chặt bỏ đầu của hắn được. Cổ là nơi mềm mại vô cùng, nếu trực tiếp bị đao cương chém vào cổ họng, hắn cũng không dám cam đoan yết hầu mình có thể bị chặt đứt ra hay không. Nhưng sau gáy của hắn lại tràn đầy nguyên khí, không có yếu ớt như ở yết hầu. Ta nói rồi, người giết không được. Diệp Phó đột nhiên trừng mắt, vội vàng câm miệng, chỉ thấy 30-40 đạo đao cương kề sát mặt đất bay tới, một đao nối tiếp một đao. Diệp Phó chỉ cảm thấy da đầu run lên, nếu là bị những đao cương này chém lên cổ, cho dù là sau gáy cũng sẽ bị chặt đứt. Đầu hắn đột nhiên chầm xuống, cả người chui vào trong núi đá. Đao cương gào thét bay sát qua đầu của hắn, nhất thời từng sợi tóc bị cương khí chấn nát. Da đầu của hắn bị tước mất một khối lớn, trán đầm đìa máu tươi. Diệp Phó hồn vía lên mây, nếu là bị đao cương chém vào trên cổ, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Rầm rầm, núi đá nổ tung. Diệp Phó tà tà bay lên, sau lưng triển khai hai cánh Ưng Xà, nhấc lên một cỗ cuồng phong. Thân thể của hắn dần dần nâng lên cao, hướng tới xa xa mà chạy. Dũng khí của hắn đã hết, căn bản không dám cùng Diệp Húc giao thủ tiếp. Diệp Húc luyện cửu chuyển huyền công nhất trùng tới đệ tam chuyển, gần như là quái vật đánh không chết, ngay cả vu pháp cũng không có mảy may làm cho hắn bị thương, có thể không thèm nhìn công kích của hắn. Mà công kích của Diệp Húc hắn cũng không thể không nhìn, nếu không có thể chết bất cứ lúc nào. Hai cánh Ưng Xà của hắn cũng không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào cô khí lưu khiến cho chính mình lướt đi thời gian ngắn. Dù vậy, cũng hơn xa Thanh Dực Bức Vương Quyết hay tuyệt học Kinh Thân Thế Tục Chi Chu Thải Thủy, một lướt đi được tới 40-50 mét. Tuy nhiên, hắn vừa mới bay lên đã gặp Diệp Húc nhảy lên không trung, hai tay cầm một thanh đao cương dài chừng 2 trượng, ánh đao màu đen tinh khiết tràn đầy kinh diễm. Một tiếng sét đánh thoáng hiện lên, Ưng Xà lập tức bị bẻ gãy một cánh. Cái cánh nổ tung làm nguyên khí mênh mông bốn phía. Diệp Phó kinh hãi muốn chết, ngã xuống mặt đất, nghênh đón đánh đao đen sì chờ mình quay cuồng vây hắn lại ở giữa. Diệp Húc cầm đao cương trong tay, các loại chiêu thức triển khai kín không kẽ hở, trong chớp mắt đã làm cho Diệp Phó thương tích đầy mình, cả người máu tươi đầm đìa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép đánh vỡ phong tỏa của đao cương, nhanh chân chạy như điên chữa trị Ưng cánh rồi lại bay lên. Vũ sĩ có thể kiên trì chịu đựng như vậy hay sao? Diệp Húc ở sau lưng truy đuổi, bước chân hạ xuống,
giống như châu điên va chạm, ầm ầm ù ù, tốc độ không thể nghi ngờ là chậm hơn Diệp Phó nhiều. Ánh mắt của hắn tập trung vào Diệp Phó. Trong lòng bất đắc dĩ, nếu là giao thủ với đối tượng võ đạo đỉnh cao như Phương Trung Sơn, lúc này chỉ sợ đã chết trong tay hắn rồi. Mà vô sĩ này da dày thịt thô, có nguyên khí hộ thể, chất lượng của nguyên khí còn nhiều hơn nhiều với cương khí. Khi kiên trì chịu đựng bị đánh, ngay cả đao cương không gì không phá nổi cũng chỉ có thể tạo vết thương nhẹ cho hắn. Võ đạo đối phó với vô sĩ quả nhiên có chút lực bất tòng tâm. Xem ra ta chỉ có thể tăng tiến tới vô sĩ, đem cương khí toàn thân chuyển thành nguyên khí, tu luyện vô pháp mới có thể dẹp ngang được tu vi vô sĩ cùng cấp. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, Diệp Phó trong lòng lúc này lại như có sóng to gió lớn. Diệp Húc theo sát phía sau hắn, căn bản không thể thoát khỏi. Bồi nguyên nhị phẩm và tiên thiên bá thể tuy rằng chỉ kém hai cảnh giới, nhưng thực lực cũng cách biệt một trời một vực. Diệp gia mở phủ 300 năm qua, còn chưa có tiên thiên võ đạo nào có thể đánh cho vô sĩ chạy trốn, chật vật đến như vậy. Diệp Húc xuất hiện có thể nói là một khác biệt. Từ khi tiểu tử này bị phế tu vi tới nay, làm điên đảo lại kiến thức phổ thông của mọi người. Tuy rằng không thể thoát khỏi, nhưng hắn cũng không thể đuổi kịp ta được. Chỉ cần chạy trốn đến Diệp Phú, ta sẽ không lo nữa rồi. Nhìn thấy sông Thanh Thủy, tinh thần của Diệp Phó rung lên. Hai cánh ngưng xà của hắn triển khai, nhảy qua sông. Đột nhiên một cỗ khói đen đón tới trước mặt hắn, trong chớp mắt biến thành một bộ xương khô màu đen thật lớn, xuyên qua thân thể của hắn mà đi. Thân hình Diệp Phó trong khoảnh khắc rơi xuống đất, toàn thân máu thịt không cánh mà bay, chỉ còn lại một tấm da người phiêu đãng rơi xuống mặt sông. Diệp Phó vừa chết, trong tấm da người đột nhiên vang lên một tòa nhị tầng thiên tiện vô lượng tử kim lâu. Tòa thiên tử kim lâu này không có chủ nhân, đột nhiên rầm rầm một tiếng, hóa thành một đạo linh quang tiêu biến trên không trung, biến mất không thấy đâu nữa. Tử kim lâu vừa mới phân giải, rầm rầm từ trong không trung rơi xuống đồ vật, đều là những đồ vật cất chứa trong ngọc lâu. Vu sĩ tử vong, bảo tháp ngọc lâu được thiên đạo ban tặng cũng sẽ tiêu tan. Đây là kiến thức phổ thông. Cảnh tượng này làm cho Diệp Húc cảm thấy mau cốt tủng thiên, vội vàng dừng lại, đứng bên bờ sông cao giọng mà nói: Tử mẫu quỷ phiên sao? Là Diệp Phan tiền bối sao? Không sai. Diệp Húc đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền tới khí tức âm u lạnh lẽo. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy một lão nhân mi trắng ưng mục không biết hiện ra phía sau hắn từ lúc nào. Tay lão cầm một cái cờ đen, đúng là người phụ trách võ bị các Hôi Ưng Diệp Phan. Bộ xương đen mở cái miệng rộng, cắn tới một bóng người màu xanh, gào thét bay tới, bỗng nhiên chui vào trong cửa đen. Diệp Húc nhìn thấy rõ ràng, bộ dạng của bóng người màu xanh giống Diệp Phó như đúc, rất sống động, tuy nhiên hình thể lại nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Là hồn phách của vũ sĩ sao? Diệp Húc dùng mình một cái. Diệp Phan liếm liếm môi, khóe miệng lộ ra nụ cười độc ác. Vũ sĩ sinh hồn thật sự là đại bố. Tử mẫu bách quỷ phiên của ta thêm một sinh hồn vũ sĩ, uy lực lại có thể nâng cao được rồi. Diệp Phúc trong lòng phát lạnh, cung kính nói: Tiền bối vì sao không đi chủ trì võ bị các, sao lại hiện ra ở chỗ này vậy? Chủ trì võ bị các sao? Diệp Phan hừ lạnh một tiếng, hắn lên tiếng nói: Lần trước người chắc thí vô sĩ bên trong võ bị các thất bại, hủy đi toàn bộ võ bị các. Diệp Tư Đạo, cái lão hỗn đản bảo lão phu ta không bảo hộ Chu Tàn, khai trừ ta ra khỏi võ bị các rồi, giao cho người khác quản lý. Diệp gia một năm không có vài người có thể trở thành vô sĩ, võ bị các cũng rất thanh nhàn, chính là bởi vì tiểu tử ngươi làm hại lão phu chạy đông chạy tây này. Diệp Phúc trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng: Lão không phải là muốn tìm ta báo thù đấy chứ? Diệp Phan lòng lang dạ sói, vì luyện chế một kiện vu bảo liền giết chết 99 đồng nam đồng nữ, rút ra hồn phách. Hiện giờ lão bị mất bát cơm, khẳng định hơn phân nửa tới tìm Diệp Phúc là muốn trả thù. Nghĩ tới đây, Diệp Phúc không nói hai lời, thúc giục cương khí. Bạch Ngọc Lâu nhị tầng bên trong đan điền ầm ầm chấn động, phá thể mà ra, ong một tiếng thật lớn, trở nên thật lớn vô cùng. Nó giống như một tòa ngọc sơn hướng tới đỉnh đầu của Diệp Phan mà áp chế. Tuy rằng Diệp Phan là một cường giả trong nội phủ gần với phủ chủ Diệp Tư Đạo nhất, nhưng khiến cho hắn khoanh tay chịu chết là không thể. Nếu như Diệp Tư Đạo muốn giết chết hắn, Diệp Phúc cũng phải liều chết mà vật lộn. Ong một tiếng, ngọc lâu chấn động, từng đạo sóng gợn màu xanh chụp xuống Diệp Phan. Hắn hiện giờ miễn cưỡng biết được một ít công dụng của ngọc lâu. Lúc trước Bạch Cục Lâu chính là dùng loại sóng gợn màu xanh này mà cứng rắn đánh chết mỹ nhân xà. Diệp Phan thực lực quá mạnh, có được vu bảo Tử Mẫu Bách Quỷ Phiên, tu vi ở trong nội phủ cũng gần với Diệp Tư Đạo phủ chủ nhất. Hơn nữa, lão già này lòng lang dạ sói, không có nguyên tắc, ai cũng dám giết, không kiêng nể gì. Liễu Châu Vô Hoang Thế Gia tuy rằng bị gọi là ma đạo, tu luyện cũng là tâm pháp ma đạo, thế nhưng lại không làm việc của ma đạo.
chân chính đi theo ma đạo, không chuyện ác nào không làm, chỉ có một mình Hôi Ưng Diệp Phan. Bởi vậy, hắn vừa tấn công liền xuất ra nhất, vận dụng uy lực của Bạch Ngọc Lâu. Thật ra, vừa rồi cùng Diệp Phó giao thủ, nếu ngươi sử dụng tòa Ngọc Lâu này ngay từ đầu, Diệp Phan hẳn là sớm chết rồi. Diệp Phan nhẹ nhàng vung tay lên, Bạch Ngọc Lâu phát ra một tiếng nổ, bị lão hất văng ra ngoài mấy chục mét. Trên mặt của lão lộ ra một chút tán thưởng, âm trầm cười nói: "Tuy nhiên, ngươi không quá mức dại dột, biết dùng đòn sát thủ mạnh mẽ nhất để đối phó với tới ta." Diệp Phúc chỉ cảm thấy một trường lão chụp lên trên Bạch Ngọc Lâu, khiến cho tinh thần của mình rung động mạnh. Trong nháy mắt, cương khí loạn chạy, rốt cuộc không thể khống chế được Ngọc Lâu. Tòa Bạch Ngọc Lâu nhanh chóng nhỏ đi, bỗng nhiên đi vào trong đan điền của hắn. Trong thời gian ngắn là không thể thúc giục. Diệp Phan lông mi trắng khẽ động, gương mặt trở nên đáng sợ, cười ha hà nói: "Thật ra không cần kinh hoàng, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi sớm đã chết rồi." Diệp Phúc kinh nghi bất định, không biết lão có chủ ý gì. Tuy nhiên Diệp Phan nói không sai, nếu Diệp Phan muốn giết hắn, đích xác có rất nhiều cơ hội. Về phần vì sao Diệp Phan luôn có bộ mặt âm trầm như thế này, có liên quan tới diện mạo của lão, cũng không phải cố ý cười nhe răng độc ác dọa người. Diệp Phan thở dài mà nói: "Diệp Tư Đạo, lão tử từ kia bị thương, sau khi bắt đầu lễ săn thú, liền bế quan chữa thương rồi. Trước khi hắn bế quan, lão tử từ này tới cầu ta đi bảo vệ ngươi. Sau khi ngươi trở thành vu sĩ, thì thấy hắn phụ trách dạy bảo ngươi. Đó là một việc phiền toái, nhất là dạy bảo cái tên ngu dốt nhà ngươi còn phiền toái hơn nữa kìa. Tuy nhiên, ai bảo lão phu đánh không lại hắn, miễn cưỡng phải chấp nhận thôi." Diệp Phúc nghe thấy như vậy, trong lòng ấm áp, hóa ra phủ chủ Diệp Tư Đạo vẫn không có buông tha kỳ vọng tới hắn. Trong lòng hắn đột nhiên giận tím mặt, Diệp Tư Đạo bảo Diệp Phan bảo hộ mình, nhưng Diệp Phan chưa từng tận tâm với trách nhiệm của người bảo vệ. Diệp Ly đuổi giết mình, Diệp Phan ở nơi nào? Lang Yêu Hổ Yêu đại khai sát giới, thì lúc này lão ở đâu? Còn có Diệp Tư Manh, Diệp Phó, đám người tập kích vài lần, 3-4 lần suýt tai mạng, Diệp Phan chưa từng trợ giúp hắn một lần. "Thật ra có phải trách ta không có ra tay cứu ngươi đúng không?" Diệp Phan dường như nhìn thấu ý nghĩa của hắn, lên tiếng nói: "Nhiệm vụ của lão phu là bảo vệ ngươi không chết, chỉ cần ngươi không chết, lão phu xem như làm hết phận sự rồi." "Ta nếu như chết, lão ra tay tất cả đều chấm." Diệp Phúc không có tức giận, lạnh lùng mà nói. Diệp Phan cười ngạo nghễ: "Có lão phu ở đây, ngươi muốn chết cũng không chết được đâu. Cái gì mà Lăng Yêu Hồ Yêu, Diệp Tư Manh, Diệp Phó, loại này có tới cả trăm, lão phu chỉ dùng tay một cái thôi là diệt sạch được." Diệp Phúc trong lòng giận dữ, Diệp Phan nói đúng, thực lực của lão cao thâm, Lăng Yêu Hồ Yêu, cái loại này nhiều tới giết nhiều, ít tới giết ít, nhưng còn mình thì sao đây? Lúc ấy chính mình bị đuổi giết vài lần, cũng vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí có khi tâm sinh tuyệt vọng, nghĩ tới mình không thể còn sống được đi ra. Diệp Phúc có thể sống tới giờ là dựa vào chính mình liều chết giao tranh, còn có một chút may mắn ở trong đấy, không có nửa điểm quan hệ với Diệp Phan. Bởi vậy trong lòng của hắn không có cảm kích, chỉ có phẫn nộ. "Thật ra, Diệp Tư Đạo lúc trước yêu cầu ta bảo vệ ngươi, thẳng tới khi ngươi trở thành vũ sĩ. Hiện giờ, ngươi đã tu luyện tới tiên thiên bá thể, có thể trở thành vũ sĩ bất cứ lúc nào. Như vậy lão phu liền dạy bảo ngươi một ít thủ đoạn cơ bản của vũ sĩ." Diệp Phan nói tới đây, hắn liếc nhìn một cái, chỉ thấy Diệp Phúc lúc này đã tĩnh tâm lại, đem sự không vui trong lòng vứt bỏ đi, hết thảy lặng lặng nghe lão nói, trong lòng tán thưởng không ngừng. Lão vừa rồi nói như vậy, sở dĩ muốn chọc giận Diệp Phúc, xem tâm tính của hắn như thế nào. Diệp Phúc có thể từ trong phẫn nộ tỉnh táo trở lại, khiêm tốn xin chỉ giáo, chỉ điểm này thôi đã vượt qua đại đa số mọi người. Lão thực muốn cho Diệp Phúc phẫn nộ thêm nữa cũng không khó gì. Kỳ thực Hồ Yêu Lang Yêu xuất hiện ở Hắc Hồ Lĩnh là do lão đi tới Ưng Sầu Giản bên cạnh mà đuổi tới. Diệp Phan có dụng ý muốn gia tăng một ít tu luyện cho Diệp Phúc, thật không ngờ hai tinh quái này giết chết nhiều đệ tử tông thất của Vu Hoang thế gia như vậy. Nếu như việc này bại lộ truyền ra ngoài, khẳng định lão sẽ lọt vào đuổi giết của tam đại Vu Hoang thế gia. Tất cả vu pháp đều là từ nguyên thần thúc dục nguyên khí tiến hóa ra pháp thuật. Thật ra, người biết nguyên thần từ đâu tới hay không? Diệp Phúc suy tư cẩn thận, nghi hoặc nói: "Nguyên thần sao? Không phải mỗi người vừa sinh ra đã có nguyên thần rồi hay sao?" Diệp Phan gật đầu: "Đại đa số mọi người đều nói như vậy, nhưng những lời này có đúng có sai. Mọi người nguyên thần đều là những tồn tại mạnh mẽ tới cực điểm ở man hoang, sau khi chết lưu lại tinh hồn. Trong truyền thuyết thời kỳ man hoang, trong thiên địa tồn tại một kiện vu báo uy lực vô cùng, tên là lục đạo luân hồi, trưởng quản thiên hạ sinh linh luân hồi sinh tử. Sau lại không biết vì cái gì vu báo này bị đánh nát đi, từ sau đó không còn tồn tại lục đạo luân hồi nữa. Những cường giả man hoang này sau khi chết
tinh hồn tan biến, rơi rụng tới trời đất. Bất luận sinh linh nào, chỉ cần dính một mảnh vỡ tinh hồn thôi, trong cơ thể sẽ gặp được nguyên thần mô tả lại bản thể của cường giả man hoang. Nguyên thần này suy yếu đến không chịu nổi, chỉ có luyện tới võ đạo tiên thiên, nguyên thần mới đủ hùng mạnh, kết nối với thiên đạo, đạt được kế thừa. Sau thế hệ sinh ra này, những tinh hồn phân giải rơi rụng tới các nơi trên thế giới, hình thành một tuần hoàn lớn, sinh sôi không ngừng. Bởi vậy mọi người vừa sinh ra là đã có nguyên thần, đây là khởi nguyên của nguyên thần. Diệp Phúc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Ở thời kỳ man hoang, thật không ngờ có loại vu bảo kỳ lạ là lục đạo luân hồi này, thống trị các loại sinh mạng đưa vào trong luân hồi. Loại vu bảo này nghe mà giận người. Kỳ thực lời của Diệp Phan cũng không tính là bí mật gì mới cả, chẳng qua thời đại man hoang đã quá xa xôi rồi, rất ít người còn đề cập tới chuyện thời kỳ đấy. Bởi vậy Diệp Phúc vẫn không có nghe qua việc này. Diệp Phú, ngoại trừ Diệp Tư Đạo ra, những người khác hết thảy đều là đồ ngu, là heo, là phế vật cả. Những người này ngay cả nguyên thần cũng không hiểu rõ, nghĩ tới chỉ cần tu luyện vô pháp liền là vô địch thiên hạ. Sai lầm, tất cả đều sai lầm. Diệp Phan cười lạnh nói, nguyên thần, độ trọng yếu của nó vượt xa qua tưởng tượng của các ngươi. Đem nguyên thần ký thác ở vô pháp, thậm chí là võ đạo, uy lực to lớn ngươi không thể tưởng tượng. Nếu là ngươi đem nguyên thần ký thác bên trong võ đạo, một quyền có thể giết chết Diệp Phó vừa rồi. Lúc nãy nếu ngươi ký thác nguyên thần ở bên trong Ngọc Lâu, ta muốn đánh tan nguyên khí của ngươi ít nhất cũng phải sử dụng lực đạo gấp đôi. Hiện giờ ta truyền thụ cho ngươi loại tâm pháp thực chiến thứ nhất kia, nguyên thần ký thác thuật, ta chỉ nói một lần, ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì xem ở tư chất cá nhân của ngươi vậy. Diệp Phúc trong lòng rùng mình, hắn từng nhìn thấy nguyên thần ký thác thuật ở trong vũ khố. Môn tâm pháp này có thể đem nguyên thần ký thác vào trong vũ khí, uy lực tăng gấp bội. Hắn đúng là có ấn tượng không sâu với môn tâm pháp này. So sánh với tâm pháp của hắn, nguyên thần ký thác thuật có vẻ đơn điệu, cũng không thực dụng lắm, còn xa mới lợi hại bằng những tâm pháp khác. Mà nghe giọng điệu của Diệp Phan thì môn tâm pháp này cực quan trọng, là bài học bắt buộc của vũ sĩ. Diệp Phan gằn lên từng tiếng, đem nguyên thần ký thác thuật hoàn chỉnh ngâm nga ra. Diệp Húc nghe thấy thế, vội vàng dùng tâm linh để mà lắng nghe. Hắn cũng không phải ghi nhớ nguyên thần ký thác thuật toàn bộ, mà dùng tâm lý giải ý tứ ở trong những thiên kinh văn đấy. Chỉ cần biết nguyên lý bên trong, có nhớ kinh văn hay không, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là râu ria. Diệp Phan đem nguyên thần ký thác thuật ngâm nga xong, cũng không giảng giải áo nghĩa của kinh văn trong đấy, lặng lặng đứng một chỗ, nét mặt giàn nua âm trầm. Diệp Húc nhăn mặt nhăn mày, cẩn thận suy tư ảo diệu bên trong kinh văn, cố gắng đem loại tâm pháp này hiểu cho rõ, lĩnh ngộ trong lòng. Qua thật lâu sau, hắn từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Nguyên thần ký thác thuật là một loại tâm pháp đem nguyên thần ký thác ở trong chân khí, cương khí, nguyên khí, vu bảo, vũ khí cùng với những pháp môn khác, có thể ngự khí khống chế vật. Diệp Húc từ khi nhận thức được nguyên thần của mình bên trong võ bị khác tới nay, đúng là vẫn chưa hiểu biết được công dụng của nguyên thần. Sau khi trùng tu võ đạo tiên thiên, cũng không phát hiện ra nguyên thần của mình rốt cuộc là ở nơi nào. Hắn hiện giờ mới rõ, hóa ra nguyên thần của mọi người đều giấu ở trong mi tâm, trong một cái khiếu huyệt tên là tử phủ. Tử phủ là cung bảo mệnh, ấn đường, thiên đình và đan điền đối ứng với nhau tạo thành một huyệt khiếu. Trong đan điền chất chứa chân khí, nguyên khí, mà mi tâm tử phủ lại dưỡng dục ra nguyên thần và tinh hồn. Trong truyền thuyết, thiên đình là nơi của thần minh, nguyên thần ở trong thiên đình là đương nhiên. Môn tâm pháp này không thể coi là rườm rà, so với kiểu chuyển nguyên công và chu thiên tinh đấu luyện khí thì quả thực đơn giản hơn rất nhiều. Ý thức của hắn buông xuống bên trong tử phủ, trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng trống trải. Bên trong tử phủ của hắn có một tòa cung điện vậy, cao nhập trời cao, hạ nhập hoàng tuyền, hình dạng như lâu, không biết có bao nhiêu tầng. Bên trong mệnh cung cũng không có vật gì khác, chỉ có một gốc cây cổ thụ che trời lơ lửng ở trung tâm tử phủ. Cành lá của cây xum xuê, vô số những dây leo từ bên trên chậm rãi du động, làm cho người ta có một loại cảm giác như mộng như ảo. Đây chính là nguyên thần của hắn. Nguyên thần của vô sĩ người ngoài không thể thấy rõ, chỉ có thông qua tâm nhãn mà nhìn, hay là tu luyện tới cảnh giới trong truyền thuyết ngưng luyện nguyên thần thành giống như thực chất vậy. Tuy nhiên, người có thể tu luyện tới bước này thiên hạ hiếm có, nhân vật như vậy Diệp Húc cũng không từng nghe tới qua. Hắn thử thúc giục nguyên thần ký thác thuật, chỉ thấy cổ thụ chậm rãi chuyển động. Nó từ tử phủ đi ra càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành giống như người hắn vậy, dung hợp chặt chẽ với thân thể của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Phúc cảm thấy thân thể của mình trở nên vô cùng mạch lạc, cơ thể, cốt cách, kinh mạch, gân mạch dường như được một lực lượng vô tận nào đấy rót vào. Cương khí của hắn dường như có được sinh mệnh,
sinh động linh động, cương khí phát ra không khí, dường như thêm vô số xúc tu, thậm chí tạo thành những chấn động nhỏ trong không khí. Hắn mở to mắt, cảm giác dường như được phóng đại vô số lần. Trước mặt hết thảy sự vật đột nhiên trở nên vô cùng tươi sống, rõ ràng có thể nhìn thấy con cá đang bơi dưới những mạch nước ngầm, nhánh cây bên người đang hô hấp phun ra dòng khí, thậm chí còn những bao tử thật nhỏ bên trong không khí nữa. Loại cảm xúc này trước giờ chưa từng có, chưa từng xuất hiện, chỉ có thể dùng nguyên thần mà nhìn, dùng nguyên thần cảm giác. Đây là diệu dụng của nguyên thần ký thác mang tới. Diệp Phúc đi tới bên sông, một chưởng chụp xuống mặt nước, một chưởng này của hắn chụp xuống, cương khí nhảy vào trong nước, chỉ thấy mặt nước bị nổ tung từng đạo cột nước ầm ầm không dứt. Từ dưới chân của hắn kéo dài tới bờ bên sông bên kia thanh thủy, giống như có mười mấy cái hỏa dược mai phục trong mặt nước vậy, lần lượt bùng nổ. Chưởng lực của hắn có thể đánh xa ra hơn 30 mét, đúng là khống chế cương khí ngày càng thuận buồm xuôi gió hơn. Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ, trào ra sự tự tin, thầm nghĩ: nguyên thần khí thác vào trong cương khí, thực lực của ta đích sắc tăng lên gấp bội. Lúc trước cương khí của ta chỉ có thể làm cho Diệp Phó bị thương nhợt nhạt, hiện tại đủ để có thể cắt đầu hắn xuống được rồi. Diệp Phan đứng trước người hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nguyên thần khí thác thuật cũng không tính là sâu sắc huyền bí thế nào, thế nhưng mà muốn nắm giữ được môn tâm pháp này cũng không dễ dàng gì. Lúc trước lão tu luyện tâm pháp này tiêu phí mất gần 2 tháng trời, mà Diệp Húc lại dùng không tới 1 canh giờ. Diệp Phan chậm rãi vút cằm, ngạo nghễ nói: tất ra thực chất chỉ kém lão phu một tí xíu, tuy nhiên cũng coi như là không tồi rồi. Diệp Húc gật đầu nói: tiền bối thực chất hơn người, thiếu bảo tự nhiên là không theo kịp. Diệp Phan mặt không đổi sắc, thần sắc thản nhiên tiếp nhận khen tặng của hắn, nói: nguyên thần ký thác thuật của ngươi còn cần phải tiếp tục tu luyện, đợi khi ngươi chân chính luyện cương thành nguyên, trở thành bồi nguyên nhất phẩm tu sĩ, ta chuyển cho ngươi vu pháp khác vậy. Ngươi trở về đi. Diệp Húc thi lễ đạp sóng mà đi, sau lưng dường như truyền tới thanh âm như có như không của Diệp Phan: tên biến thái. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão già kia nhỏ miệng nói cái gì đó, không biết mắng gì. Diệp Húc trong lòng thầm nghĩ: Diệp Phan không biết đang mắng ai đây, hình như là luận biến thái. Ở Liễu Châu này còn ai biến thái hơn lão hay sao? Không ngờ dùng tinh hồn vu sĩ tế luyện vu báo. Sau khi rời khỏi, Diệp Phan lại lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói: lúc bên cạnh đầm nước khắc khộc lĩnh, ngọc lâu của hắn rõ ràng chỉ có 1 tầng, là nhất tầng Úc Đan vô lượng bạch ngọc lâu. Vì sao hôm nay lại biến thành nhị tầng Thiện Thiện vô lượng bạch ngọc lâu như vậy? Chẳng lẽ thất tầng Thất Tinh Thanh Quang Hàn Ngọc lâu mặc dù bị tổn hại nhưng cũng có thể trưởng thành hay sao? Lão suy nghĩ trăm lần cũng không tìm ra lời giải đáp, loại chuyện này với hiểu biết của lão cũng chưa từng nghe qua. Thật ra, người trong võ bị cát, ta kiểm tra thân thể của ngươi, lấy kiến thức của ta mà kết luận, ngươi không có khả năng chữa trị được. Không nghĩ tới vài ngày sau, ngươi lại có thể đứng lên nhảy đi giết người, còn có thể có được 1 tòa ngọc lâu có thể trưởng thành như vậy. Xem ra, bí mật trên người của ngươi cũng không ít đâu. Trở lại nội phủ Diệp gia, Diệp Phúc đem nguyên thần ký thác thuật cẩn thận cân nhắc một phen. Hắn đúng là càng thấu triệt cùng thể ngộ nguyên thần ký thác thuật, càng cảm giác được suy nghĩ của tiền nhân quá vi diệu, thân thể con người cũng thật kỳ diệu. Nếu hắn không tiếp xúc với tâm pháp này, như thế nào có thể dự đoán được bên trong tử phủ lại có nơi huyền diệu như thế, làm sao biết được nguyên thần ở nơi này đây? Diệp Phúc đem nguyên thần ký thác thuật lặp đi lặp lại tu luyện mấy lần, phát hiện ra càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, lúc này mới buông tha môn tâm pháp này, đi tu luyện Chu Thiên Tinh Đấu luyện ký thuật cùng cửu chuyển nguyên công. Nguyên thần ký thác thuật tuy rằng vi diệu nhưng tu vi mới là căn bản của vu sĩ. Hắn bây giờ còn chưa có trở thành vu sĩ, phải càng sớm đem cương khí hóa thành nguyên khí mới xem như tiến vào cánh cửa vu sĩ. Hắn đầu tiên vận chuyển Chu Thiên Tinh Đấu luyện khí thuật, hai tay hóa thành từng đạo pháp ấn tiếp dẫn Chu Thiên Tinh Lực, lấy tướng tinh lực luyện hóa thành cương khí. Đan điền lập tức trướng lên, tu vi nhanh chóng kéo lên. Cùng lúc đấy, Diệp Phúc bắt đầu vận chuyển cửu chuyển huyền công tâm pháp tầng thứ 4, đem cương khí trong cơ thể chậm rãi chuyển hóa thành nguyên khí. Chỉ cần đem tất cả cương khí chuyển hóa thành nguyên khí, hắn thành công bước vào lĩnh vực vu sĩ, trở thành bồi nguyên nhất phẩm vu sĩ. Chỉ có trở thành vu sĩ, địa vị của hắn ở Diệp gia mới hoàn toàn có thể củng cố xuống dưới. Cho dù là cao tầng nội phủ muốn đối phó với hắn cũng phải suy nghĩ lại. Trong đan điền, cương khí của hắn bắt đầu ngưng tụ, hóa thành nguyên khí màu trắng nhũ. Diệp Húc chăm chú nhìn vào đan điền, chỉ thấy đan điền của hắn lúc này so với trước chẳng khác nào một trời một vực. Trước đây thương minh chân khí trong đan điền của hắn giống như một biển mây, mà lúc này thương minh chân khí đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là nguyên khí vô cùng tinh thuần, mãnh liệt như hỏa, lơ lửng trong đan điền giống như một biển lửa, liệt diễm màu trắng quay cuồng. Tòa nhị tầng bạch ngọc lâu vững vàng chiếm vị trí bên trong biển lửa, tản mắt ra phong cách cổ xưa. Ong một tiếng,
Ngọc Lâu rất nhỏ chấn động, dường như hoàn cảnh này làm cho nó cực kỳ vừa lòng. Đột nhiên, Diệp Phúc chú ý tới một hiện tượng. Nguyên khí trong đan điền của hắn cực khổ, chuyển hóa không ngờ, biến đi rất nhiều, gần như trong vài cái hô hấp, liền biến mất không thấy tăm hơi. Trong lòng hắn hồi hộp, không xong rồi, rốt cuộc cũng có vấn đề. Hắn đem non nửa tu vi bản thân chuyển hóa thành nguyên khí, không nghĩ tới, nguyên khí không ngờ biến mất, trong hư không, nửa điểm cũng không tồn tại. Chẳng lẽ Chu Thiên tinh đấu luyện kỹ thuật mà kiểu chuyển nguyên công thật sự có xung đột, không thể đồng thời tu luyện hay sao? Diệp Húc chấn định tâm thần, lại bắt đầu thúc giục tâm pháp tứ chuyển của kiểu chuyển nguyên công, cẩn thận quan sát, mới phát hiện ra vấn đề, nhẹ nhàng liền thở ra. Nguyên khí của hắn cũng không biến mất, cũng không phải là Chu Thiên tinh đấu luyện kỹ thuật với kiểu chuyển nguyên công xung đột, mà là hắn vận chuyển nguyên công chuyển cương khí thành nguyên khí, nguyên công đồng thời cũng rút ra nguyên khí dùng để cải tạo thân thể của hắn. Tốc độ hấp thu nguyên khí của kiểu chuyển nguyên công là cực nhanh, hắn luyện hóa bao nhiêu nguyên khí, nguyên công liền cắn nuốt từng đống nguyên khí, thế cho nên trong đan điền của hắn không có nửa điểm nguyên khí. Khuyết điểm của môn công pháp này rút cuộc cũng lộ ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể cắn nuốt được bao nhiêu nguyên khí nào. Diệp Húc cũng chưa từng từ bỏ ý định, tiếp tục đem cương khí chuyển hóa thành nguyên khí. Sau nửa canh giờ qua, tất cả tu vi của hắn chuyển hóa hết thành nguyên khí, không ngờ bị kiểu chuyển nguyên công hấp thu hết thảy, không giọt dư thừa. Cương khí của hắn cực kỳ hùng hậu, nếu như toàn bộ chuyển hóa hết thành nguyên khí, ở trong bổ nguyên nhất phẩm vô sĩ cũng không được xưng tụng là một nhân vật. Nào ngờ dùng kiểu chuyển nguyên công mà nói, điểm mấy nguyên khí vô kẽ răng cũng không đủ. Hiện giờ hắn còn không có đạt tới cảnh giới bổ nguyên nhất phẩm vô sĩ, thế nhưng không có bất luận tu vi gì. Chỉ luận tu vi, hắn còn không bằng tiểu hài tử vừa mới tu luyện chân khí. Môn tâm pháp này chính là cái động không đáy mà. Hắn trong lòng hoảng sợ, nóng nảy hung tợn nói, ta cũng không tin, lấy tốc độ tu luyện của Chu Thiên tinh đấu luyện khí thuật còn không làm đầy được ngươi. Diệp Húc khai tay ấn trưởng pháp thiên biến vạn hóa, dắt từng đạo Chu Thiên tinh lực trong trời đêm, tinh lực bị Chu Thiên tinh đấu luyện khí thuật kéo vào trong cơ thể, trực tiếp chuyển hóa thành nguyên khí. Chu Thiên tinh đấu nhô cao chiếu rọi, chẳng phân biệt ngày đêm, Chu Thiên tinh lực cũng bởi vậy mà lớn vô biên. Nó khiến cho tốc độ biến thành nguyên khí cực kỳ kinh người, tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh không thể tưởng tượng, vượt xa mọi vô sĩ khác. Nhưng dù vậy, Chu Thiên tinh đấu luyện khí thuật cũng chỉ nhanh hơn tốc độ cắn nút của kiểu chuyển nguyên công một chút mà thôi. Điểm ấy nguyên khí gần như nhỏ bé đến không đáng kể. Kiểu chuyển nguyên công giống như dị thú thao thiết thời thượng cổ vậy, cắn nút nguyên khí có vào mà không có ra. Hắn tu luyện từ sáng tới tối muội, lại từ tối muội đến sáng, môn tâm pháp này vẫn không có ý tứ là ăn đủ. Tuy nhiên, Diệp Húc không phải là không có thu hoạch, đan điền của hắn cuối cùng cũng tích tụ được một chút nguyên khí, đại khái tương đương với 1% của toàn bộ tu vi hắn trước kia. Lấy tốc độ tu luyện thế này, nói một cách khác, hắn luyện hóa 3 tháng mới có thể khôi phục lại tu vi lúc trước. Diệp Húc cẩn thận tính toán một chút, cho ra một cái kết luận khiến người ta phải tuyệt vọng. Nếu hắn muốn tu luyện tới bổ nguyên nhị phẩm, phải hao phí 10 năm khổ công. Những người khác trở thành vô sĩ, tư chất tốt, 1 năm tu luyện tới bổ nguyên nhị phẩm, mà hắn lại cần cả 10 năm. Nếu ta lấy kiểu kiểu, 10 năm này chỉ sợ còn ta cũng có thể tu luyện võ đạo tiên thiên mà trở thành vô sĩ được rồi. Kỳ thực hắn cũng không biết, Diệp phủ mở 300 năm nay không biết có bao nhiêu người ý muốn tu luyện kiểu chuyển nguyên công, đều không có ngoại lệ bị môn tâm pháp này làm cho ngã một cú đau. Bọn họ tu luyện kiểu chuyển nguyên công không chỉ không thể gia tăng tu vi, ngược lại tu vi đột nhiên hạ xuống, thậm chí ngay cả vị tổ tiên mở Diệp gia phủ cũng không ngoại lệ. Diệp Húc tu vi không hạ xuống mà tăng lên, tuy rằng tăng lên rất nhỏ, nhưng là trường hợp đặc biệt trước nay chưa từng có rồi. Việc này toàn bộ phải dựa vào tốc độ tu luyện khủng bố của Chu Thiên tinh đấu luyện khí thuật. Nếu không có Chu Thiên tinh đấu luyện khí thuật, Diệp Húc cũng chỉ có thể cả đời làm bồi nguyên nhất phẩm vô sĩ. Diệp Húc có lòng vứt bỏ môn tâm pháp này, trong lòng lại có chút công lỡ. Hắn luyện kiểu chuyển nguyên công tới tam chuyển, có thể cứng rắn nhận vô pháp của Diệp Phó, ưng xả song kích. Phải biết rằng, Diệp Phó là bồi nguyên nhị phẩm vô sĩ, bồi nguyên nhị phẩm và tiên thiên bá thể là cái hào rộng không thể vượt qua được. Hắn có thể ở dưới vô pháp của bồi nguyên nhị phẩm mà lông tóc không bị tổn thương, thậm chí đánh cho Diệp Phó chạy trối chết. Đây quả là vượt khỏi kiến thức phổ thông của mọi người. Nếu đem kiểu chuyển nguyên công nhất trọng tâm pháp luyện thành toàn bộ kiểu chuyển, ngưng kết ra kim thân, Diệp Húc thậm chí hoài nghi mình có thể cứng rắn ngạnh kháng với Vu Bảo. Tác dụng của môn công pháp này to lớn, khiến cho hắn không khỏi động tâm. Ta cứ thử tu luyện đã, nếu là kiểu chuyển nguyên công thật sự cần 10 năm mới khiến ta bước vào bổ nguyên nhị phẩm, như vậy cho dù môn tâm pháp này có huyền diệu tới mấy cũng phải bỏ qua cho nó thôi. Hắn quyết định đem khiếm khuyết của kiểu chuyển nguyên công ném ra sau đầu, chuyên tâm tu luyện. Hắn tuy rằng đã trở thành bồi nguyên nhất phẩm vô sĩ, nhưng tu vi nguyên khí thực sự thấp kém tới mức đáng thương,
căn bản không đủ để sử dụng một chiêu vu pháp. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tạm hoãn việc đi tìm Diệp Phan học vu pháp mới. Diệp Phúc bế quan tĩnh tu, trong lúc đó, nội phủ phái người tới hỏi lai lịch ngọc lâu của hắn. Hắn dùng lý do thất tinh hàn ngọc lâu do thiên đạo ban tặng còn chưa dập nát hoàn toàn, sót lại một chút, lấy cớ rồi đuổi đi. Về phần Diệp Phó chết như thế nào, nội phủ dường như không biết chuyện này, thậm chí không biết có người này tồn tại là bình thường. Ngay cả Diệp Tư Mẫn cũng không hỏi qua hạ lạc của Diệp Phó. Việc này cứ như vậy mà không chút giải quyết. Đây là bởi vì Diệp Phan đã thả ra tin tức Diệp Húc có lão bảo hộ. Nếu không, mặc dù Diệp Húc đã thành vu sĩ, đăng ký ở Diệp gia, cũng khẳng định có không ít phiền toái. Thực lực của Diệp Phan gần với phủ chủ Diệp Tư Đạo, tính tình quái dị, hở một tí liền ra tay giết người. Thậm chí ngay cả cao thủ thế hệ trước của Diệp phủ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với lão, càng đừng nói tới Diệp Tư Mẫn hay Diệp Tư Manh. Diệp Húc và Tô Kiều Kiều cùng nhau sống cuộc sống tạm ổn, bên người có bốn nha hoàn hầu hạ, cũng vui vẻ vô cùng. Thiếu gia, huyền minh chân khí của nô tỳ tu luyện tới tứ trọng rồi. Tô Kiều Kiều chắp hai tay sau lưng, sôi nổi vây quanh hắn chạy qua vài vòng, hưng phấn vạn phần mà nói. Diệp Húc gật đầu, thân thể thủy đức cộng công có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đó là chuyện đương nhiên. Nửa tháng qua đi, nha đầu lại vây quanh hắn sôi nổi. Thiếu gia, nô tỳ tới ngũ trọng rồi. Diệp Húc khóe mắt run rẩy, tốc độ này thực sự là quá nhanh, nhanh làm người ta phải hết hồn. Thể chất đặc thù, quá may mắn, tu luyện nhanh tới vậy hay sao? Hiện tại, rốt cuộc hắn cũng nghiệm ra được cảm giác làm cho người khác khiếp sợ, chết lặng. Mà trong dĩ vãng, hắn làm cho người khác phải như vậy. Lại qua 3-4 ngày, Tô Kiều Kiều đi tới bên cạnh hắn, còn chưa kịp mở miệng, Diệp Húc đã đờ đẫn nói. Kiều Kiều, huyền minh chân khí của ngươi đã tới lục trọng phải không? Không phải, thiếu gia, bên ngoài có một lão nhân hung hãn, nó là thiếu gia phải đi ra ngoài thế lão. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, nếu Tô Kiều Kiều thật sự có thể trong 3-4 ngày luyện huyền minh chân khí tới lục trọng, như vậy hắn thật sự chết lặng rồi. Lão nhân hung hãn ư, chẳng lẽ là hôi ưng Diệp Phan ư? Diệp Húc đi ra khỏi cửa, chỉ thấy Diệp Phan cầm tử mẫu bách quỷ phiên đứng ở trước cửa, mũi ưng, ánh mắt hung ác vô cùng. Thấy thế nào cũng không phải là một người tốt, có trách Tô Kiều Kiều nói lão là lão nhân hung hãn. Diệp Phan tiền bối, quả thực còn kém một chút à? Thật ra, người đã trở thành vu sĩ rồi sao? Thật sự rồi, đi theo ta thôi. Diệp Phan không nói hai lời, lúc này chống đại phiên đi tới sâu bên trong nội phủ. Diệp Húc bước nhanh đuổi kịp nói. Tiền bối, ta mới tu luyện tới bổng nguyên nhất phẩm, cảnh giới mà thôi. Chỉ sợ còn không thể tu luyện vu pháp, có thể thư thả cho mấy ngày được không? Diệp Phan dừng bước chân, quay đầu lại nói. Người muốn thư thả mấy ngày? Ba bốn năm. Diệp Húc dò hỏi nói. Nếu 3-4 năm cũng không thể giải quyết được vấn đề khiếm khuyết của kiểu chuyển nguyên công, như vậy chỉ có thể phế bỏ môn tâm pháp này thôi. Diệp Phan giận tím mặt, tử mẫu bách quỷ phiên cắm mạnh xuống mặt đất, lập tức thổ địa ở dưới chân nứt nẻ ra trong phạm vi hơn 10 mét. Hắn lớn tiếng nói. 3-4 năm sao? Lão Phu có thể sống tới mấy cái 3-4 năm đây? Bớt nói xàm đi. Lão Phu chỉ phụ trách truyền thụ vu pháp cho ngươi. Quản đất gì ngươi học được hay không? Ngươi không muốn học cũng được. Chờ lúc ngươi muốn học, Lão Phu không dạy. Ngươi chỉ có thể tự mình đi tìm tài liệu, đổi lấy cơ hội tiến vào vu khố đi. Diệp Húc bất đắc dĩ, khó trách lão giả này trong Diệp phủ không có nhân duyên gì. Lão tính tình như vậy, gần cũng còn khó, chỉ sợ người chết cũng không dám tiếp cận lão. Tiền bối, chúng ta đây là phải đi nơi nào đây? Nội phủ vu tu đường. Diệp Húc trong lòng cả kinh, nội phủ vu tu đường là nơi vu sĩ, nội phủ tu luyện vu pháp và luyện bảo đường nổi danh. Loại địa phương này, người bình thường căn bản không dám tiến vào, chỉ có vu sĩ trung tâm mới có tư cách này. Mặc dù trước tới giờ hắn vẫn là thiên kiêu chi tử của Diệp gia, thế nhưng cũng không có tư cách đi vào, thậm chí tới gần cũng không được. Nội phủ vu tu đường tọa lạc tại vị trí trung tâm của Diệp phủ. Đây là một tòa đại điện khí thế to lớn, ngoài điện có 8 vu sĩ gác cửa phòng vệ xâm nghiêm. Diệp Húc nhìn lại, một chiếc chòe chim sẻ đang bay trên không đại điện, nghĩ muốn hạ xuống nghỉ tạm. Trong đó một vu sĩ đột nhiên nâng tay lên chụp vào hư không, con chim sẻ bị trường lực của hắn nghiền thành thịt nát, lập tức hừng hực bốc lên, ngay cả bụi cũng không còn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.